Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 8. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali và Việt Nam. Khi mà đã bước qua là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 8 rồi. Và hôm nay Thuận cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào những thông tin này đó, Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ một cái post ở trên những mạng xã hội với các bạn đây là một cái post được chia sẻ cách đây vài ngày bởi một bạn admin trong nhóm nhưng mà thông cảm thấy là cũng có ý nghĩa nên thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ đầu video này với các bạn rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì đây là bài viết nói là thế giới này đã có rất nhiều người thông minh nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng Lấy ví dụ là cây tre đi, cây tre mất 4 năm chỉ tăng có 3cm Nhưng từ năm thứ năm trở đi đó thì cây tre sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ là 30cm mỗi một ngày Và chỉ mất có 6 tuần để phát triển lên tới 15m Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích Bởi vì đó là thời gian cho rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong lòng đất Làm việc cũng tương tự như vậy Đừng lo lắng như nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp bởi vì những thứ mà bỏ ra đó đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này như rễ tre cũng vậy đời người phải có tích lũy có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm thì đây là một bài mà mình thường cảm thấy là cũng rất có ý nghĩa và có thể áp dụng được đối với lại những bài nào mà đầu tư và muốn tìm động lực để có thể là kiên trì tiếp tục đầu tư thì chúng ta trở lại với lại tình hình chung của thị trường tài chính đi thì một điều đầu tiên hết các bạn nên hiểu đó là hôm nay có một chút sự dao động và phần lớn đó là mọi người đang trông chờ một thông tin đó chính là chỉ số lạm phát CPI sẽ được công bố ngày mai tại Hoa Kỳ và kỳ vọng bây giờ đó là 8.7% có nghĩa là kỳ vọng thấp hơn là cái tháng vừa rồi vừa rồi đó là chúng ta thấy là cái tháng 7 đó thì cái phần trăm CPI là 9.1% cao nhất trong vòng 40 năm thì đợt này đó mọi người hy vọng là lạm phát sẽ giảm xuống xuống mức là 8.7 mà thôi thì khi nào chúng ta mới biết được thông tin này thì chúng ta sẽ biết sớm mà thôi tại vì sáng ngày mai đó là 8 giờ rưỡi sáng giờ New York thì các bạn sẽ biết thông tin này nhưng mà lúc đó đó là chỉ có 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali mà thôi thì khi mà các bạn biết thông tin Thuận đã đang ngủ rồi thì những bạn nào mà biết thông tin thì comment mình dưới cái video này để cho mọi người biết là chỉ số CPI là bao nhiêu khi nào các bạn ở Việt Nam mới nhận được thông tin này đó chính là ngày hôm nay ngày 10 tháng 8 đó 7 giờ tối bảy à giờ 30 phút tối giờ Việt Nam các bạn sẽ nhận được thông tin này và ở đâu để nhận thông tin này thì các bạn có thể lên trên web chính thức đó chính là bos.gov/cpi. Đó chính là cái trang web chính thức còn các bạn có thể nhanh hơn đó mà không cần phải lên trên web chính thức thì có thể lên trên cnbc.com. Và hôm nay đó mọi người thì vẫn đang trông chờ chỉ số CPI tại vì đây là một chỉ số mà có cái sự ảnh hưởng đến bước kế tiếp Fed sẽ làm gì, tăng lãi suất bao nhiêu thì chúng ta muốn thấy là phần trăm lạm phát giảm xuống và hôm nay kết thúc đó là thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ là một màu đỏ như các bạn nhìn thấy trên màn hình chỉ số Dow Jones thì xuống không nhiều lắm, xuống 0.18 nhưng mà S&P 500 lên thì xuống 0.42 và chỉ số Nasdaq thì xuống 1.19%. Còn hiện bây giờ pre thì không có động tĩnh, hầu như mọi người đang không làm gì hết chờ đợi chỉ số CPI à, sẽ có trong à, thời gian là khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng dầu thì ra sao? Hợp đồng dầu đó thì à, ở mức là 90 đô hiện tại cũng không có sự di chuyển nhiều ngày hôm nay. Còn về vàng đó thì chúng ta sẽ thấy được là vàng thì cũng không có di chuyển nhiều ở mức là 1810 đô hiện tại. Còn crypto thì sao? Crypto đó thì hôm nay có sự đi xuống một chút, chúng ta thấy được là giá của BTC đó đã xuống dưới 23.000 đô. Bây giờ là ở mức là 22.881 thì các bạn nhìn thấy trên màn hình đó trong vòng mấy tiếng đồng hồ qua cũng đã có một cái sự đi xuống và trong vòng 24 giờ qua đó thì chúng ta sẽ thấy được là giá của BTC xuống 3 4 phần trăm Ethereum thì xuống 5 và những đồng khác xuống phần trăm cũng tương tự thì chúng ta không có đồng nào trong thứ 100 gọi là lên nhiều nhất ngày hôm nay nhưng mà xuống nhiều nhất chúng ta có đồng Shiba Inu thì xuống 10.6 phần cái đó là Curve Down thì xuống 9.6 phần trăm cũng tương tự Fraxxer cũng tương tự và Helium thì cũng tương tự xuống khoảng 9 tổng số vốn hóa thì bây giờ vẫn hơn 1,1 nghìn tỷ hiện tại và Thuận đã chia sẻ với các bạn là thông tin mọi người chờ đợi đây chính là thông tin CPI sáng ngày mai nhưng mà chúng ta còn một số những thông tin khác nổi bật trong thị trường tài chính nói chung, rồi chia sẻ thêm với các bạn những thông tin trong thị trường crypto. Thì hôm nay chúng ta đã có cái thông báo quý 2 của Coinbase, thực sự là không tốt. Chúng ta đã biết là cái quý 2 đó là cái quý mà thị trường crypto đó không có tốt. Thì đương nhiên giao dịch đã sẽ bị ảnh hưởng và Coinbase nói là cái thu nhập đã giảm xuống 64% trong cái quý 2 vừa qua và như bây giờ đó cái sang Coinbase nói là từ đến cuối năm là không lạc quan lắm và trong cái quý 2 mới đây đó thì họ đã cắt giảm cái số lượng người đó là 18% rồi, có nghĩa là đã sa thải 18% nhân viên. Thì chúng ta nhìn kỹ hơn bên dưới này đó thì cái thu nhập của họ là 808 triệu thì thấp hơn so với ước tính đó là 832 triệu. Còn về thu nhập từng cổ phiếu đó thì họ lỗ gần như là 5 đô la cho một cổ phần so với lại ước tính mọi người cũng biết là sao lỗ nhưng mà nghĩ là lỗ khoảng chừng là 2 đồng 65 cent mà thôi họ đã lỗ gần như là gấp đôi cho nên bây giờ đó cổ phiếu của Coinbase các bạn thấy được là xuống 10% khi mà đóng cửa sau khi đóng cửa đã đó, xuống thêm 5,45% và các bạn có thể biết là cổ phiếu của Coinbase gần đây đó thì cũng đã bị bán bởi Cathie Wood chúng ta cũng đang nhớ là Cathie Wood cách đây một tuần đó, thì bán số lượng lớn cổ phiếu coin của Coinbase tổng cộng đó là Cathy Wood Investment thì đã bán là 1,4 triệu cổ phần của Coinbase, đáng giá lên tới 75 triệu đô la. Hôm nay đó chúng ta lại nghe nói thêm nữa là Cathie Wood đó bán thêm một cổ phần của một công ty liên quan đến crypto nữa, đó chính là công ty Block. Thì công ty Block này đó còn gọi là công ty Square, các bạn đã biết là công ty của Jack Dorsey. Jack Dorsey trước đây đó là CEO của công ty Square, bây giờ gọi là công ty Block. Và trước đây thì Jack Dorsey cũng là CEO của công ty Twitter nhưng mà bây giờ đã rời chức rồi. Thì Cathy Wood trước đây rất là thích những công ty liên quan đến crypto tại vì Cathy Wood cũng là một trong những người mà yêu thích Bitcoin như bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà Cathy Wood thì gần đây hầu như là muốn bán những cổ phiếu liên quan đến crypto. Chúng ta đã biết là tuần rồi bán rất nhiều cổ phiếu của công ty Coinbase bây giờ lại bán 235.489 cổ phiếu của công ty Block là công ty mà bây giờ chuyển qua là hỗ trợ crypto đó thì chúng ta thấy được là con số này đó là khoảng 20 triệu đô la và Cathie Wood đó dùng số tiền này để làm gì? Dùng số tiền này đó để mà mua cổ phiếu của Nvidia Thì Nvidia các bạn đã biết là gần đây đó có một cái sự tăng trưởng nhẹ sau khi đã đi xuống tới cái mức thấp vào đầu tháng 7 đó, chỉ còn có 145 đô mà thôi thì đã tăng trở lên một chút ở mức là 170 đô Nhưng mà nhiều người đó thì cũng chọc quê Cathy Wood Tại vì Cathy Wood vừa bán xong cổ phiếu của Coinbase Thì Coinbase sẽ tăng mạnh lên sau khi mà có thông tin là Coinbase hợp tác với lại BlackRock à, Để có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng của BlackRock để mà mua Bitcoin thông qua Coinbase à, Nhưng mà hôm nay thì Coinbase cũng đã đi xuống một chút rồi Thì nói chung đó, cái mà Cathy Wood làm bây giờ là muốn chuyển qua để mà đầu tư vào cổ phiếu của Nvidia thì Nvidia đã cũng đã có một cái thông báo quý không có được tốt lắm. Nhưng mà nói chung đó, chúng ta nhìn vào bên dưới này đi, đây là cổ phiếu của Nvidia bây giờ mức là khoảng 170 đô. Thì từ đầu năm tới bây giờ đó cổ phiếu Nvidia đã giảm là 42.87%, trong khi mà cổ phiếu Block mà Cathie Wood vừa bán đó thì từ đầu năm tới bây giờ đã giảm là gần như 50%. 49.98 Còn về Coinbase đó, thì Cathy Wood bán ở cái mức Cái từ một tuần đó, thì giá thấp hơn bây giờ Lúc đó giá khoảng chừng là 60 đô mà thôi Nhưng mà từ đầu năm tới bây giờ đó, thì Coinbase xuống nhiều Xuống tới 65.26% lận Thì Cathy Wood đổi Coinbase và đổi Block để mà lấy Nvidia Trước đây đây thường cũng rất là thích Cathy Wood Nhưng mà gần đây ra những cái động thái của Cathy Wood thì hầu như là giống như những người đầu tư ngắn hạn hơn là dài hạn thì trước đây Cathy nào cũng chia sẻ là Bitcoin sẽ lên tới cái mức là 500.000 đô một triệu đô la những công ty liên quan đến crypto đó sẽ có cái tương lai sáng lạng thì chúng ta đã biết đó là Cathie Wood đã đầu tư mạnh vào những công ty như là Coinbase năm ngoái khi mà mới lên sàn thì trong vòng một năm thôi thì Cathie Wood đã bán rất nhiều cổ phiếu của Coinbase bây giờ bán luôn cổ phiếu của Block chuyển qua Nvidia thì những động thái gần đây đó cho thấy được là Cathie Wood giống như là một trader ngắn hạn hơn là dài hạn đó là cái uh, nhận định cá nhân của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới cho nên uh, bây giờ đó thì uh, cái cách nhìn của thuận về cathy wood đã khác hơn một chút và cathy wood gần đây cũng đã chia sẻ là cái lòng tin của cathy wood vẫn rất là mãnh liệt đó chính là chúng ta chuẩn bị có một cái đợt suy thoái tài chính sâu hơn là mọi người nghĩ nhưng mà điều này cũng không hẳn là tệ đâu đối với lại cathy wood tại vì cathy wood nói đó là khi mà chúng ta thực sự thấy tình trạng không tốt trong suy thoái tài chính thì fed cục dự trữ liên bang của hoa kỳ sẽ phải cắt lãi suất và Cathie Wood ước tính là năm sau fed sẽ cắt lãi suất dẫn đến lúc đó chúng ta sẽ thấy được là những cái tài sản sẽ tăng giá trở lại nhất là những cái tài sản mà đang bùi du nhập hiện bây giờ giống như là crypto hay là những cổ phiếu công nghệ đó là nhận định riêng của Cathy Wood mà thôi và Cathy Wood cũng đã nhấn mạnh là tuy là mọi người đều biết cái định nghĩa đơn giản của suy thoái tài chính là chúng ta có hai cái quý GDP tổng sản lượng quốc nội là hai cái quý âm liên tục thì gọi là suy thoái tài chính nhưng mà cái nơi mà có quyền được đưa ra suy thoái tài chính hay là không ở Hoa Kỳ đó chính là cái văn phòng nghiên cứu kinh tế quốc gia hay còn gọi là NBER thì hiện bây giờ đó họ vẫn chưa có đưa ra định nghĩa thật sự và họ vẫn chưa công nhận là chúng ta đã đi vào một suy thoái tài chính định nghĩa của họ rất là mơ hồ nói là khi mà cái tình hình kinh tế đó suy giảm trong một thời gian một thời gian nó đòi nhiều họ không nói rõ nhưng mà bây giờ đó thì nói chung nếu nói là chính thức đi vào suy thoái đó thì hiện bây giờ NBER vẫn chưa đưa ra cái nhận định đó Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một sàn giao dịch có tên là BitJ thì sàn này đã được thành lập năm 2018 đây là một sàn giao dịch phái sinh và giao ngay crypto hàng đầu thế giới với hơn 2 triệu người dùng và đứng thứ tư trên CoinGecko xử lý hơn 8 tỷ đô la giao dịch phái sinh mỗi ngày và nói riêng về cái chức năng copy trading nên thì đây là một cái tính năng đang được nhiều trader quan tâm thì BG hiện là sàn giao dịch xử lý khối lượng copy trade hàng đầu trên thế giới mỗi ngày ngoài ra đó, thì trong tuần rồi BitGay cũng đã tung ra quỹ bảo vệ tài sản người dùng trị giá lên tới 200 triệu đô la. Sau động thái này đó thì PK là công ty crypto mới nhất tham gia vào phong trào đặt mục tiêu lấy nhà đầu tư làm trung tâm. Trong đó chúng ta có cả những sàn lớn như là Binance. Thì PK cũng là một nhà tài trợ và đối tác của câu lạc bộ bóng đá Juventus và PGL đây là công ty tổ chức eSports và các giải Dota 2 CSGO lớn nhất thế giới. Thì giới thiệu sơ qua về tính năng của sàn BitGay thì bao gồm các chức năng căn bản như là các bạn có spot, futures, copy trade, staking, launchpad cũng như là giao dịch lưới. người dùng Việt Nam thì cũng có thể là sử dụng p2p trên sàn thông qua chuyển khoản ngân hàng, momo, viettel pay, pay, cũng như là hỗ trợ khá nhanh chóng 100% tiếng Việt cho mọi tính năng trên sàn. và bitget hiện nay đã là sàn giao dịch cung cấp tính năng copy trade hàng đầu thế giới với tổng cái số lượng đầu tư hơn 3 tỷ đô la và đem lại hơn 156 triệu đô la lợi nhuận cho những người mà theo dõi. Bạn nào mà chưa hiểu về copy trading thì đơn giản đó là cái tính năng giúp cho các bạn có thể là copy lệnh trade của những trader khác. Thì để lựa chọn một trader chuyên nghiệp và phù hợp nhất thì các bạn cần phải tìm hiểu và có thể vào một copy trade này sau đó chọn bộ lọc. Ở đây đó các bạn có thể thấy nhiều chỉ số để mà các bạn tự đưa ra đánh giá ví dụ như là tỷ lệ lời lỗ của một trader nào đó trong 3 tuần gần nhất hoặc là cái tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất, tổng số người đang theo dõi, tổng số tiền để được vào lệnh vân vân. Tính năng này đó thì cũng rất là đơn giản và cũng có thể là giúp đỡ được cho những bà nào mà chưa có tự tin về khả năng trade của mình cũng như là có thể tiết kiệm được thời gian để phân tích thị trường. Dĩ nhiên là cái gì cũng sẽ có rủi ro, do đó các bạn đừng quên là phải quản lý tài khoản để tránh rủi ro. Chúng ta có thể bấm dừng bất cứ lúc nào cũng như là đặt stop loss để giảm thiểu rủi ro này. Và cũng có một cái chương trình ưu đãi hiện tại lên tới 4.163 đô dành cho người dùng mới. Các bạn có thể đăng ký thông qua đường link của thuận ở bên dưới video này để nhận được bonus một cách dễ dàng. Nhưng mà nào mà có thú đó thì cái bấm vào cái link bên dưới để truy cập và tìm hiểu thêm về sàn Bitcoin. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Ngoài trừ Katibut ra đây thì có một công ty khác nữa cũng rất là thích trade đó chính là Shopbank. Thì chúng ta biết là Shopbank là một trong những ngân hàng đầu tư rất lớn ở Nhật Bản đó thì uh, Shopbank nói là họ đã lỗ 21,6 triệu trong vòng chỉ có một quý mà thôi cho cái quỹ đầu tư Vision Fund của họ. Đây là một trong những cái đợt mà họ lỗ nhiều nhất thì uh, lý do tại sao lý do tại vì họ nói là họ fomo vào những cái cổ phiếu liên quan đến công nghệ đó trong lúc mà những cổ phiếu đó đang tăng dẫn đến là bây giờ thua lỗ tại vì từ năm tới bây giờ những cổ phiếu công nghệ đó của hoa kỳ đã bị vùi dập rất nhiều rồi và đặc biệt họ nói là họ sẽ bán đi một số những cổ phiếu công nghệ trong tay giống như là open door thì open door đó là một cái ứng dụng mình thường cũng thường hay sử dụng đó là ứng dụng mà các bạn có thể lên để mà đặt bàn ở những cái khu ăn uống hay là các bạn đặt bàn ở những nhà hàng đó thì rất là đơn giản thôi cũng thích sử dụng Open Door thì Open Door cũng đã bị shop bán bán và thêm vào đó là Uber thì shop nói là cũng bán đi Uber để làm gì thì khác với lại Cathie Wood shop bây giờ đang lo sợ cho nên họ bán để mà lấy tiền mặt mà thôi họ chỉ muốn lưu trữ tiền mặt và họ muốn lưu trữ khoảng chừng là 5 tỷ đô la tiền mặt 5,6 tỷ để đó chính xác hơn thì shop bank này đó, thua lỗ thật sự cũng không phải là một chuyện mới gì các bạn cũng đã nhớ À, là cách đây không có lâu đó thì uh, CEO của Softbank đó chính là Masayoshi Son uh, Thì uh, cũng đã nói là mua Bitcoin năm 2017 đó, mua gần đỉnh luôn Rồi sau đó lỗ 130 triệu uh, và ông ta cũng đã bán Tại vì thực sự tới lúc đó người ta mới biết được là ông ta không hiểu Bitcoin là gì đây cũng là một thông tin lớn được chia sẻ năm 2019 như bạn cũng đã nhớ rồi. À, nhưng mà sau đó đó thì uh, Shopbank uh, Masayoshi Sun cũng nói là Bitcoin đó thì đối với ông ta cũng giống như là một cái trái phiếu hay là một cái kim cương gì đó. Nhưng mà hiện bây giờ đó ông ta vẫn thực sự chưa hiểu về Bitcoin thì chúng ta thấy được là nếu như Yoshi có lòng tin thêm một chút lưu trữ Bitcoin lâu hơn một chút thì cũng đã có lời rồi Chứ đâu có phải là mua ở gần đỉnh năm 2017 rồi sau đó năm 2018 bán Tại vì thấy giá xuống đâu Thì các bạn hãy được có thể trade kiếm lợi nhuận có thể biết được đỉnh đầu đáy đâu là một điều đó rất khó ngay cả những người mà các bạn biết giống như là CEO của Softbank, có cả một đội để có thể là đưa ra nhận định thị trường đang ở đâu thì vẫn thua lỗ như thường các bạn thì được là Cathy Wood một công ty mà chuyên đầu tư vào những cái công ty công nghệ vẫn bị lỗ như thường tại vì khi mà Cathy Wood bán cái số lượng cổ phiếu của Coinbase cũng như là cái số lượng cổ phiếu của Block đó thì hoàn toàn bị lỗ cho các bạn thì được là đầu tư dài hạn thì nó đơn giản hơn đầu tư ngắn hạn đó những công ty lớn cũng bị lỗ như thường ngoại trừ số tiền lớn hơn tâm lý cũng như vậy mà thôi một thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan đến cái đạo luật chips và khoa học À, đã được ký bởi tổng thống Joe Biden. Các bạn đã nhớ là đạo luật này đó là một cái đạo luật mà sẽ cung cấp khoảng chừng là thu nhớ 250 tỷ đô la để có thể là phát triển à, cái ngành khoa học và nhất là dành riêng ra trong số 250 tỷ đó, đó đó là 52 tỷ để cho những công ty có thể là phát triển công nghệ chip của họ, những cái con chip các bạn sử dụng ở trong điện thoại, ở trong vũ khí hay là ở trong những cái xe đó thì tại vì sao thì một bên thì nói là có thể là tại vì hoa kỳ đó đã thấy được cái sự um, bất tiện khi mà dựa vào những công ty làm chips ở bên ngoài giống như chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó thì phần lớn thế giới là dựa vào đài loan để mà làm những con chips này và gần đây đó đã bị nhiều cái trục trặc tại vì dịch bệnh rồi tới những cái chuỗi cung ứng nó bị vấn đề cho nên không có di chuyển những con chips đó sản xuất không có được nhiều như trước dẫn đến là thiếu hụt chips khắp nơi đây cũng là một trong những lý do tại sao mà nhiều cái xe à, bây giờ đó chưa có thể nào mà bán cho người ta được tại vì không có những con chip đó cho dù xe đã làm rồi nhưng mà không có con chip cũng không bán được dẫn đến là giá xe tăng thì à, đây cũng có thể là một lý do tại sao mà Hoa Kỳ bây giờ muốn để riêng ra 52 tỷ để khuyến khích những công ty Hoa Kỳ có thể sáng tạo những con chip này và 52 tỷ này đó thì 44 tỷ à, đã được đưa cho tổng cộng là ba công ty thứ nhất đó là 40 tỷ con số lớn này đưa cho công ty Micron thì Micron này đó là sẽ bắt đầu là sản xuất những cái con chip bộ nhớ còn cái phần còn lại đó là 4,2 tỷ là đưa cho hai công ty hai công ty này sẽ hợp tác với nhau đó chính là Qualcomm và Global Foundries thì hai công ty này nó sẽ hợp tác với nhau và sẽ tạo ra một cái nơi sản xuất chips ở tiểu bang New York đó là về những gì chúng ta nhận được thông tin mà thôi nhưng mà nhiều người đó thì vẫn lo lắng về động thái này tại vì nhiều người nghĩ là có thể là lý do tại sao mà Hoa Kỳ đưa ra cái đạo luật này khuyến khích à, người ở Hoa Kỳ tạo những con chips mà không còn dựa vào Đài Loan nữa, tại vì có thể sợ là sợ lợi như một chiến tranh xảy ra à, thì sẽ gặp rắc rối, cho nên bây giờ Hoa Kỳ mới muốn tự làm chips mà không dựa vào Đài Loan, thì đây là một cái nhận định cũng không phải là không có căn cứ nhưng mà thằng cũng muốn chia sẻ để các bạn hiểu mà thôi. Theo tôi hiểu đó là cái công ty sản xuất chip lớn thế giới ở Đài Loan đó, đó chính là TSMC, thì TSMC cũng sẽ tới Hoa Kỳ và mở một cái công xưởng làm chips tại Hoa Kỳ Thì đây cũng có thể là một trong những cái bước đi để mà bảo vệ những Công ty như là TSMC Lỡ như mà có chiến tranh xảy ra Nhưng mà có hay không thì đương nhiên không ai có thể biết được Tôi chỉ chia sẻ bấy nhiêu đây với các bạn mà thôi Và thêm vào đó chúng ta thấy được là công ty Ford là công ty làm xe đó Thì công ty Ford có một chiếc xe truck rất là nổi tiếng đó chính là F-150 Thì bây giờ họ có cái chiếc uh, F-150 Lightning uh, Họ đã phải tăng giá lên tùy theo là cái model nhưng mà có nhiều model tăng giá tới 8.500 đô cho một chiếc xe và chiếc xe F-150 này đó là cái chiếc xe truck các bạn nhìn thấy đó thì chiếc xe này đó bây giờ đáng giá tùy theo là model các bạn mua model nào thì từ 47.000 tới 97.000 lý do tại sao? tại vì họ nói là bây giờ đã sản xuất đã tốn quá nhiều tiền cho nên họ cần phải tăng giá xe lên điều này cũng tương tự như là Tesla đã làm với lại những chiếc Tesla của họ Nhưng mà có một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn Có thể như bài nào mà ở Hoa Kỳ lâu năm đó, Giống như Thuận Tại vì các bạn đã biết Thuận ở Hoa Kỳ này cũng đã 23 năm rồi Thì có một điều mà thường cảm thấy rất khác biệt Hầu như là sau khi mà có đại dịch đó, Thì có một cái gì đó đã thay đổi Về cái ngành xe Trước khi có đại dịch đó, Thật ra người ta mua xe đó Các bạn thấy là người bình thường Họ mua những chiếc Honda Accord hay là Toyota Camry Thì khoảng chừng 20 mấy ngàn thôi là coi như chiếc xe tốt rồi mấy ngàn cũng có nếu các bạn muốn mua những cái xe nó thường hơn giống như là Honda Civic thì những chiếc xe đó nó nó không có đắt tiền hai mươi mấy ngàn coi như chiếc xe cũng coi như là đắt tiền rồi đó nhưng bà nào mà muốn mua xe giống như là bốn năm chục ngàn đó thì coi như các bạn đã mua những chiếc xe uh, nó thuộc dạng là xe sang rồi giống như là ở Hoa Kỳ sẽ rất là rẻ các bạn có thể mua những chiếc như là Mercedes thì năm mươi ngàn là cũng là cũng có luôn nhưng mà sau đại dịch đó thì hầu như mua xe bình thường nó đã là 50 ngàn rồi Chứ bạn thấy được là bây giờ ra những chiếc xe như là Ford F-150 Mà cũng đánh giá lên tới là gần cả trăm ngàn đô Hầu như bây giờ đó một chiếc xe 110 đô tại Hoa Kỳ đó cũng là một điều mà chúng ta nghe nói tới hàng ngày chứ không phải là hiếm đâu Hồi xưa đó những chiếc xe mà hơn 100 ngàn đô là thì đã là những chiếc xe chiến rồi Bây giờ hầu như một chiếc xe thông thường mà thôi cũng lên tới cái giá đó đó là một sự khác biệt mà thường cảm thấy được là hầu như người ta đã chấp nhận là xe nó sẽ mắc như vậy Chứ trước đó người ta không chấp nhận đâu trước đó thì chỉ muốn mua xe với cái giá rẻ hơn mà thôi thì đây là một chút xíu những cái chia sẻ cá nhân của thuận thì biết cũng không liên quan gì đến crypto nhưng mà nhận định riêng của thuận mà thôi và có rất nhiều bạn hỏi thuận về một cái đạo luật liên quan đến chống lạm phát đó thì cái đạo luật này đó có phải sẽ in thêm tiền à, chúng ta sẽ trở lại giống như trước đây đó chính phủ in thêm tiền để mà đưa cho người dân rồi người dân dùng tiền đó để mà sinh sống chống người làm tác hay là không thì không phải đâu đây là một cái dự luật mà thôi và cái dự luật này đó thực sự là chưa có được thông qua gì hết cho nên cũng không phải là một tin tức gì lớn đâu nhưng mà cái dự luật này đó là không phải như các bạn nghĩ là in tiền đưa cho mọi người mà đây là một cái dự luật chủ yếu đó là chú tâm vào uh, liên quan đến là môi trường Liên quan đến thu thuế Và liên quan đến chi tiêu chăm sóc sức khỏe Thì tuy là cái dự luật này đó Gọi là cái uh, dự luật chống lạm phát Nhưng mà thật ra đó dự luật này Là chủ yếu thứ nhất là muốn tìm cách thu thêm thuế Cho chính phủ của Hoa Kỳ Thứ hai nữa đó là sẽ chi tiêu Nhưng mà chi tiêu một cách nào đó Để khiến cho cái giá của những mặt hàng giảm xuống Giống như là dự luật này đó Sẽ trích ra một số tiền Để có thể là đầu tư mở rộng những cái đường ống dẫn dầu để có thể là có nhiều dầu hơn ở Hoa Kỳ sẽ dẫn đến giá xăng sẽ giảm xuống hay là đầu tư vào những cái nơi để mà làm thuốc đó để cho thuốc sản xuất với cái mức giá thấp hơn thì sẽ bán cho người dân cái mức giá thấp hơn thì những điều này sẽ dẫn đến là làm phát giảm xuống theo thời gian nhưng mà đây là một cái chiến lược dài hạn cho nên nếu như nói là chiến lược này sẽ ảnh hưởng trong vòng 6 tháng tới đây thì không phải đâu tại vì đây là một cái dự lực cho năm 2023, 2024, 2025 nhiều năm sau thì mới bắt đầu là có kết quả chứ không phải là có kết quả đó, liền được đâu. Cho nên đây không phải là một cái dự lực mà chúng ta cần phải quan tâm đến hiện tại. Khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...